Có ba tôn giáo nhận Abraham là tổ phụ của họ và có hai cách để hiểu tuyên bố đó. Trước nhất, ta có thể xem đó là một kiểu nối dõi về mặt tâm linh. Abraham truyền chủ nghĩa độc thần cho dân Do Thái và qua đó đến dân Kitô hữu. Rồi đến thế kỷ 7, Islam giáo lấy lại tư tưởng đó của Abraham mà theo họ là đã bị hai tôn giáo kia pha loãng làm cho lệch lạc. Mặt khác, sự truyền thừa từ Abraham cũng có thể được hiểu theo nghĩa nhân thân. Con trai của ông là Isaac được xem là người cha của dân Israel, tức là qua dòng dõi đó mà tín đồ Do Thái giáo và Kitô giáo truy được nguồn cội của các vị tổ phụ của họ. Nhưng Abraham còn một người con trai nữa, vậy nên ta có thêm một câu chuyện khác. Abraham có hai bà vợ, bà Sarah và người hầu gái Ai Cập của bà tên là Hagar. Sarah ghen với Hagar, sợ rằng Abraham sẽ chỉ định con trai của Hagar là Ishmael làm người thừa tự của ông nên bà thuyết phục chồng xua đuổi cả hai mẹ con họ. Hagar mang theo con trai rong ruổi vào sa mạc và khóc nức nở vì quá buồn bã. Riêng Ishmael thì lại không buồn mà thấy tức giận, rất tức giận. Theo truyền thuyết Islam giáo kể lại thì trong cơn phẫn nộ đó, cậu bé bắt đầu đá túi bụi vào các dưới chân, đá mạnh đến nỗi làm nộ ra một dòng suối vẫn thường thấy ở các ốc đảo trong sa mạc. Khi Abraham hay tin về ốc đảo mà Ishmael đã tìm thấy đó, ông đến thăm vợ con, những người đã bị ông ruồng bỏ, và xây một đền thờ gần dòng suối đã cứu sống hai người bọn họ. Trong đền, ông đặt một hòn đá thiêng màu đen. Từ đó ta có thêm một câu chuyện khác. Sáng Thế Ký, cuốn sách đầu tiên trong Kinh Thánh Do Thái, kể rằng người đàn ông đầu tiên Adam, còn vợ ông là Eva. Cả hai sống trong khu vườn địa đàng và không thiếu thốn thứ gì. Trong các cây trong vườn họ chỉ bị cấm không được chạm đến một loại. Cây đó được biết là cây biết điều thiện ác. Adam và Eva khi ấy đang sống một cuộc đời vô tư bất biến, từng nhu cầu của họ đều được Chúa Trời đáp ứng. Nhưng một ngày kia, Adam và Eva lại ăn trái cấm và tâm thức họ thay đổi, nhận thức về một cuộc đời mới thay đổi không còn vô tư như trước. Đức Chúa Trời trừng phạt họ, đuổi họ ra ngoài thế giới để sống cuộc đời phức tạp của người trưởng thành. Tuy nhiên, theo tường thuật của Hồi giáo thì Chúa còn cho hai người đó mang theo một món quà của vườn địa đàng làm kỷ niệm. Vật đó sẽ nhắc họ nhớ về những gì họ đã vĩnh viễn để lại đằng sau và cả những gì sẽ luôn bên họ. Họ đã đánh mất vườn địa đàng nhưng họ không mất đi Chúa Trời. Chúa sẽ luôn bên họ khi cánh cổng vườn địa đàng khép lại. Vật họ mang theo chính là hòn đá màu đen, được cho là xuất xứ từ thiên đường. Abraham thừa hưởng viên đá đó và giờ thì ông đặt nó ở trong một ngôi đền hay còn gọi là Kaaba tại ốc đảo Ishmael đã khám phá ra. Một thành phố được dựng lên xung quanh Kaaba và hòn đá đen mang tên Mecca. Mecca hiện nay thuộc nước Ả Rập Xê Út nằm giữa bờ phía đông của Biển Đỏ trên bán đảo Ả Rập, một trong những khu vực bí ẩn và kỳ thú nhất trên địa cầu. Bán đảo Ả Rập rất rộng lớn, dài khoảng 1.900 km và rộng khoảng 2.000 km, phía tây giáp Biển Đỏ, phía nam là Biển Ả Rập và phía đông là Vịnh Ba Tư. Các hoang mạc bao la nằm trong đất liền là nơi sinh sống của các nhóm bộ lạc du mục hay còn gọi là tộc người Bedouin, vốn là những chiến binh độc lập, mạnh mẽ và dữ dằn. Sáng Thế Ký đã thành công khi mô tả Ishmael là một gã cứng đầu và hoang dã, giơ nắm đấm với tất cả và ai ai cũng trực đấm lại gã. Dù các nhóm bộ lạc Bedouin đối địch thường xuyên đánh và tranh cãi về chủ quyền các nguồn nước và ốc đảo trên sa mạc, họ đều tỏ lòng tôn kính thánh địa Mecca và tổ chức các cuộc hành hương để về đến hôn hòn đá đen do Adam truyền lại cũng như uống nước từ dòng nước do Ishmael tìm thấy. Cụ tổ Abraham của họ theo chủ nghĩa độc thần nhiệt thành nhưng họ thì không hẳn vậy. Họ vẫn tôn vinh Allah hay Thiên Chúa của họ là đấng tối cao, đồng thời kính yêu các vị thần tương ứng với mỗi ngày trong năm của họ. Các nhà buôn cũng vậy. Họ kiếm được nhiều tiền khi bán hàng cho những người hành hương đến hôn đá đen, uống nước giếng thiêng và mua tượng thần tại các cửa tiệm mọc vòng trong, vòng ngoài quanh Kaaba. Kinh sách Do Thái cổ kể rằng Abraham cũng biết những trò kiếm trác từ tôn giáo đó là dễ thế nào. Ông đã từng thấy cha mình đẽo tạc ra tượng thần để bán cho cửa hiệu của gia đình, các bức tượng mà ông lên án chỉ là thứ mưu mô hòng lấy cắp tiền của người nghèo. Ông hẳn sẽ căm ghét những gì đang diễn ra ở Mecca, nơi các thương nhân đang trục lợi từ nhu cầu của khách hành hương tìm kiếm sự an ủi về tâm linh. Chuyện đó luôn xảy ra ở các thánh địa dù là ở thời đại nào hay giáo phái nào. Chúa Giê-xu cũng ghét những gì ông chứng kiến ở Jerusalem, nơi các gia đình dòng dõi thầy thượng tế làm giàu từ dân nghèo. Vì vậy ông đã nổi dậy lật đổ các cỗ máy kiếm tiền trong đền thờ và vạch trần họ đã biến những ngôi nhà của Chúa thành hang ổ của các tên cướp. Một người đàn ông khác sinh ra ở Mecca năm 570 cũng đã nổi giận như Chúa Giê-xu khi xưa trước sự tha hóa của chế độ độc thần Abraham do những kẻ hám lợi bán buôn trong thành phố quê hương ông gây nên. Tên của ông ấy là Mohammed. Cuộc đời của Mohammed không dễ dàng, bố mất trước khi ông ra đời, mẹ ông qua đời khi ông lên 6. Cậu bé mồ côi được ông chăm sóc đến khi chú Abu Talib, một thương nhân thành đạt nhận nuôi cậu. Chú Abu đã cho chàng trai Mohammed làm công việc chăn dẫn lạc đà.
Nền kinh tế Ả Rập thời đó có một hình ảnh đặc trưng là hàng đoàn lạc đà của dân buôn chở hàng hóa băng qua các sa mạc. Họ cùng lê bước khó nhọc về phía bắc đến Syria, hoặc theo hướng tây sang Ai Cập và Palestine, hoặc đến Ba Tư ở hướng đông, mang theo nước hoa và gia vị để đổi lấy lụa và vải lanh trước khi thực hiện chặng đường rằng giặc quay về. Đó là công việc mà Mohammed được theo học. Ông học nhanh và tiếng đồn về tay nghề và uy tín của ông đã khiến một quả phụ giàu có tên là Khadija quyết định thuê ông phụ trách một trong những đoàn lạc đà đi Syria của bà. Về sau Mohammed và Khadija kết hôn với nhau vào năm 595 khi ông 25 tuổi còn bàn thì 40. Họ có với nhau 6 người con, 4 con gái riêng 2 con trai thì chết từ khi còn lọt lòng. Fatima là cô con gái nổi tiếng nhất của Mohammed, cô cưới Ali và trở thành mẹ của Hassan và Hassan, các cháu trai của Mohammed. Bản thân Mohammed là một thương nhân thành công, nhưng tiếng tăm về sự chính trực và mua bán công bằng cũng khiến ông trở thành một kiểu lãnh đạo cộng đồng mà mọi người hay tìm đến khi cần giải quyết các loại tranh chấp kinh doanh và cãi vã trong gia đình. Nhưng chuyện của ông chưa dừng ở đó. Ông thuộc một nhóm đặc biệt luôn đau đáu nhìn từ trong ra ngoài thế giới để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của nó. Họ thấy bất an trước sự bất công và xấu xí làm nên xã hội loài người. Họ trân trọng cách tôn giáo kết nối các cá nhân đang khổ đau với những thế lực tâm linh siêu việt, đồng thời ý thức được việc các thế lực cường quyền dễ dàng thao túng tôn giáo cho lợi ích riêng và đi ngược lại những điều tốt đẹp của con người ra sao. Ghê tởm cảnh huyên náo bịp bợm trong Kaaba ở Mecca, vào khoảng năm 40 tuổi, Mohammed một mình đi đến một hang động ngoài thành Mecca để chuyên tâm cầu nguyện và thiền định. Tại đó, ông có thấy khải tượng và nhận lời phán đầu tiên, những điều sẽ còn xuất hiện trong phần đời còn lại của ông. Ông ý thức được sự mặc khải đó không đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời, mà đi qua trung gian là thiên thần Gabriel. Những lời đầu tiên của Gabriel với ông là thuật lại nhân danh Chúa là đấng sáng tạo, đã tạo ra loài người từ một phôi thai. Mohammed lúc ấy chưa hiểu sự tình thế nào. Phải chăng ông đang nghe một linh hồn quỷ quyệt nào đó dụ dỗ? Hay là ông phát điên rồi? Chẳng phải người ta vẫn luôn nói như vậy về các vị thấy khải tượng và nghe lời phán hay sao? Mohammed thấy trong lòng đầy bối rối và lưỡng lự. Tuy thế, giọng nói kia vẫn tiếp tục phán bảo cho ông thấy những lời lẽ tuyệt đẹp và đầy mê hoặc. Dần dà, ông biết chắc chắn rằng giọng nói ấy đang kêu gọi ông trở thành một nhà tiên tri. Điểm then chốt của các nhà tiên tri là họ không giữ riêng những gì mình nghe được. Họ được cử để cảnh báo và thuyết phục thế giới lắng nghe những gì Chúa đã phán bảo. Thế nên sau vài năm lắng nghe lời mặc khải của thiên thần Gabriel, những lời ông đã ghi nhớ và có thể thuật lại nằm lòng, và với sự ủng hộ, động viên của vợ Khadija, vào năm 613 Mohammed bắt đầu giảng đạo cho mọi người ở Mecca. Không có điều gì mới mẻ trong thông điệp của Mohammed, nhưng ông cũng không bao giờ nói là có điều mới mẻ. Ông chỉ nhắc nhở lại những điều mà mọi người đã quên. Đó là thông điệp của nhà tiên tri Abraham, các ảnh tượng thần linh là trò lừa bịp và không có chúa nào ngoài đấng Chúa duy nhất. Thông điệp của Mohammed đặc biệt cuốn hút những người nghèo vì chính họ là bên bị những lái buôn cai quản điện thờ và bán tượng thánh thần móc túi. Ông nhanh chóng thu hút được một lượng tín đồ đi theo mình tới Mecca, những người đã quy phục Chúa, và đó cũng là nghĩa của từ Muslim hay tín đồ Islam giáo. Chuyện sẽ tốt đẹp cả, nếu ông chỉ nói thông điệp của mình về Allah và đấng Thiên Chúa tối cao duy nhất và ông, Mohammed là nhà tiên tri truyền lại lời đấng ấy. Tôn giáo luôn có chỗ cho những người mới trong khu chợ tâm linh của mình. Nhưng cuộc chơi thay đổi khi tín điều mới bắt đầu đe dọa lợi nhuận và các đặc quyền của thiết chế sẵn có. Trường hợp của Mohammed cũng tương tự. Ông tố cáo các nhà buôn trục lợi từ chợ buôn ảnh tượng bên ngoài Kaaba và những người thu tiền khách hành hương đến uống nước của giếng thiêng. Và điều không tránh khỏi cũng đã xảy đến. Một cuộc bức hại các tín đồ Hồi giáo đã nổ ra ở Mecca. May mắn thay, một đoàn khách từ thành phố Yathrib từng được nghe Mohammed thuyết giảng mời ông và các tín hữu chuyển đến sống ở thành phố của họ. Những người ở Yathrib biết thành phố cần một người lãnh đạo và nghĩ đây chính là người phù hợp. Cuộc di chuyển đến Yathrib cách Mecca chỉ 300 km đã diễn ra trong bí mật. Mohammed cùng người em họ Ali và người bạn Abu Bakr là những người ra đi cuối cùng. Họ rời Mecca trong đêm và cuộc trốn thoát diễn ra vào tháng 9 năm 622 đó, về sau được gọi là Hegira hay cuộc rút chạy. Đó cũng là thời điểm bắt đầu năm đầu tiên trong lịch Hồi giáo. Thành phố Yathrib mà họ di cư đến về sau được đổi tên mới thành Medina hay thành phố của đấng tiên tri. Cuộc di chuyển đó đã không giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề vì 10 năm tiếp theo vẫn có những trận chiến giữa Mecca và Medina. Cuối cùng năm 630, Mohammed dẫn một đoàn quân lớn tiến đến thành phố quê hương. Nhận ra sự đã rồi, quân Mecca đầu hàng và vị tiên tri tiến vào thành. Ông không trả thù dân chúng sống ở đó, mà chỉ phá dỡ hết các tượng thần trong Kaaba và khuyến khích công dân Mecca trở thành tín đồ Hồi giáo. Sau đó, ông quay trở về Medina. Khi thấy cái chết cận kề, năm 632 ông hành hương về Mecca và thuyết giảng bài tạm biệt.
Cuộc viếng thăm cuối cùng này của Mohammed đến Kaaba với hòn đá đen và giếng thiêng đã góp phần tôn vinh và xác nhận hát hay hành hương là một trong năm nghĩa vụ, năm cột trụ của Islam giáo mà các tín đồ phải thực hiện. Nhà tiên tri đã không trụ được lâu trong chuyến đi hát đó. Ông ngã bệnh, sốt cao và mất vào ngày 8 tháng 6 năm 632. Ông để lại đằng sau một tín ngưỡng hiện đang là tôn giáo lớn thứ hai thế giới và vẫn tiếp tục tạo dấu ấn trong lịch sử.